kính thì nó mới nhìn thấy đấy. Ngay lúc này là 10 giờ sáng thứ bảy tại sân vận động Mỹ Đình, chuẩn bị cho trận chung kết vào 19:30 tối nay giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Đấy. Không khí sân vận động Mỹ Đình rất là đông vui, náo nhiệt. Đây, cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đây. Vẫn đang tấp nập để lấy vé, bán vé, mua vé. Cứ thử lướt qua xem là vé ai nào. Rất nhiều nha, rất nhiều nha. Quay đi, người bán vé nha. Kìa. Đang giao dịch vé. Vé bóng đá đang giao dịch chết rồi. Để nó cứ nó phỏng vấn ấy. Quay sang đâu đi. Ngay lúc này tại khu vực sân vận động Mỹ Đình thì cũng chỉ đa phần là dân phè vé và dân chưa có vé như mình đi lướt để tham khảo. Cờ đỏ, các bạn bán cờ rất là náo nhiệt hai bên đường. Ui, sân vận động đã tuyệt vời rồi. Sân vận động trước cửa sân vận động rất là đẹp. Ngay lúc này thì thời tiết ở Hà Nội thì cũng không rét mấy. Chắc cũng chỉ khoảng 20 độ. Và khu vực sân vận động rất là đông nha. Rất là đông nha. Cờ, bán vé, bán đủ các thứ. Còn rất nhanh ấy, xong xem dung cực để từ từ quan sát. Anh lấy mấy cái anh? 10.000 cái xi măng. Sao Việt Nam vô địch vậy? Việt Nam chiến thắng. Anh lấy 2 giây nhá. Ê, có mình anh lấy. Anh còn lấy thích cơ không? 5.000 một chiếc, 5.000 một đôi. Anh 5.000 một đôi đã thế. Mà họ bán 10.000 một đôi, cả em chỉ lấy 5.000 một đôi thôi. 5.000 một đôi thế. Hai bố con lấy mỗi người một đôi. Thế là 15.000 à? À, thế là 20.000. Anh lấy một đôi à? Đây. Dán luôn à? Dán luôn chứ. Dán luôn rồi. Không có tưởng cắt lúc nào đi tối đi thì mới dán chứ.
Thế đây anh thích thì em xé cho anh. Ơ, đội quên nhỉ. Vé bây giờ có tăng giá chưa em? Vé xem bây giờ có tăng giá không? Dạ. Vé xem bây giờ có tăng giá không? Em không biết, em không biết về vé, tại vì em chỉ bán cờ thôi. Thôi tặng anh một cái kia. Cảm ơn anh nhé. Rồi, thank you. Này, ngang giá đó. Không. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Rồi, thế thôi. Quay tiếp cảnh sân vận động. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. À, đội cổ động này. Xuống đi xe sang này xem đội cổ động. Quay đi, quay đi. Quay đội cổ động mà. Bán tiền cặp, bán tiền vé, thưa vé, thưa vé anh, thưa vé. Bán tiền cặp, thưa vé đi. Vào đấy chỗ nào khán thính VIP. Từ tầng 2. Bao tiền? Tầng 2, 9 triệu. Ủa. Anh Lê A. Anh Lê A VIP không? A cửa 1 không? Thôi. Hả? Cảm ơn nhá. Sân vận động đi, đã làm chủ kiểu. Đây còn chụp cho bố kiểu nhá. Rồi thôi dừng được rồi đấy.